khu du lịch Thác Rây, lịch một mình không vắng tanh này, chẳng có ai hết. Hôm nay có mình ở đây, mình đang đi xuống tháp. Cảnh đây rừng áp lực hát rồi các bạn đẹp. Nước ở trên nó đổ xuống cái chỗ này những cái tảng đá này giống như là bùn nữa đây, bùn đóng thành đá lại, có thể là dung nham của núi lửa nó thành ở đây nó thành đá rồi. Các suối rất mát các bạn, nhưng mà nước ở đây nó không được trong. Ở đây có bóng, có
chỗ để vui chơi giải trí, biết ai để dép lại không mang dép về. Sau khi là lướt là thác lướt đây cái bóng trên cây khế khế đang ra ngoài. Không thấy có quả nào, chắc là ai quạt hết rồi. Đây là cảnh ở phía trên thác. Mời các bạn, hãy có thể xuống.